Vinhomes Times City và các dấu ấn năm 2015. Tọa lạc tại cửa ngõ chính phía đông nam thủ đô Hà Nội, khu đô thị phức hợp Times City được thiết kế theo phong cách Singapore hiện đại, tích hợp đầy đủ các phân khu chức năng, căn hộ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, công viên, hồ nước rộng hơn 100.000 m², hồ bơi, thủy cung, quảng trường với sân khấu nhạc nước đặc trưng, chuỗi khuôn viên cây xanh thoáng đãng. Năm 2014, Vinhomes Times City chính thức đón nhận những cư dân đầu tiên với 12 tòa tháp căn hộ đẳng cấp. Ngay từ khi đưa vào hoạt động, Times City được mệnh danh là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam. Tiếp nối thành công từ Vinhomes Times City giai đoạn 1, Park Hill theo phong cách sống resort trong lòng đô thị, với trên 70% diện tích dành cho cảnh quan với đồi vọng cảnh, tháp đồng hồ, sân chơi phun nước quy mô lớn, cùng hồ hoa súng thư giãn. Tổng quan dự án, tổng diện tích đất 74.204 m², tỷ lệ diện tích dành cho cảnh quan trên 70%, loại hình phát triển căn hộ đẳng cấp, shop house, cửa hàng nhà phố, siêu thị, dịch vụ thương mại. Các sự kiện đáng nhớ trong năm: 21 tháng 3 năm 2015, mở bán tòa căn hộ Park 3, địa điểm khách sạn Melia, buổi lễ thu hút hơn 800 khách hàng tham dự. Ngày 4 tháng 4 năm 2015, lễ ra mắt căn hộ mẫu, địa điểm khu căn hộ mẫu Vinhomes Times City Park Hill. 12 tháng 4 năm 2015, lễ mở bán tòa Park 6 Vinhomes Times City Park Hill, địa điểm khách sạn Melia Hà Nội, số lượng khách hàng tham dự tại sự kiện 400 khách. Ngày 6 tháng 6 năm 2015, lễ tri ân khách hàng mua căn hộ tòa Park 5 Vinhomes Times City Park Hill, địa điểm khách sạn Melia Hà Nội, số lượng khách hàng tham dự tại sự kiện 400 khách. Ngày 28 tháng 6 năm 2015, lễ mở bán tòa Park 2 Vinhomes Times City Park Hill, địa điểm Sofitel Plaza, số lượng khách hàng tham dự tại sự kiện 400 khách. Ngày 28 tháng 6 năm 2015, lễ mở bán tòa Park 7 và 8 Vinhomes Times City Park Hill, số lượng khách hàng tham dự tại sự kiện 800 khách, hơn 323 căn được bán thành công tại lễ mở bán. Ngày 26 tháng 7 năm 2015, lễ bốc thăm quyền mua shop house Park 7 và Park 8, địa điểm khách sạn Metropole, chỉ có 20 căn shop house bán ra nhưng đã có tới 151 khách hàng nộp cọc để đăng ký quyền bốc thăm mua căn hộ này. Ngày 20 tháng 9 năm 2015, lễ mở bán tòa Park 1 Vinhomes Times City Park Hill, địa điểm khách sạn Melia Hà Nội, số lượng khách hàng tham dự tại sự kiện 600 khách. Ngày 27 tháng 9 năm 2015, lễ bốc thăm quyền mua shop house Park 1 và Park 2. Chỉ có 20 căn shop house bán ra nhưng đã có tới 350 khách hàng nộp cọc để đăng ký quyền bốc thăm căn hộ này. Chỉ sau 6 tháng kể từ khi mở bán, hơn 3.500 căn hộ Park Hill đã được giao dịch. Đây cũng chính là dự án có mức giao dịch lớn nhất tại thị trường bất động sản Hà Nội trong năm 2015. Tiếp nối thành công từ một Park Hill mang phong cách sống resort trong lòng đô thị, Park Hill Premium được phát triển lên một đẳng cấp mới, hệ thống căn hộ thông minh với cảnh quan tinh tế, hài hòa, nhằm hướng tới chuẩn sống, sống ưu việt, chuẩn tương lai. Tổng quan dự án, tổng diện tích đất 25.063 m², 4 tòa tháp căn hộ được trang bị hệ thống Smart Home, 30 tiện ích cảnh quan với bể bơi dài hơn 80 m, 2 tầng hầm hiện đại và hệ thống Shop House đẳng cấp. Lễ mở bán hai tòa căn hộ thông minh Park 9 và Park 11, Park Hill Premium, số lượng khách hàng tham dự tại sự kiện 800 khách. Đại nhạc hội vũ khúc tương lai dành cho cư dân Park Hill với sự tham gia của các ca sĩ hàng đầu Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh, Tùng Dương cùng công nghệ đặc sắc. Tổng hợp các con số đáng nhớ năm 2015: 9 tòa tháp căn hộ được mở bán, hơn 4.500 căn hộ giao dịch thành công,